ngay khi tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ ở xôi trào hải yêu quân chủ khủng bố bên dưới thì mọi người căn bản không có chú ý tới ở một bên mặt khác eo biển đang có một cái khổng lồ thủy ảnh đi vào bọt nước phi thiên đánh vào cầu nối trên cầu nối lào đà lào đảo làm sao làm sao còn có một con lão âm hệ pháp sư cả người đều già nua rồi con thứ ba hết thảy ma pháp sư đều đang chống cự tập mỹ đại kiều đông hải hạp trên hạo hải quái thú không nghĩ tới chính là dưới nước tiềm tàng con thứ hai xôi trào hải yêu có thể càng tuyệt vọng hơn tâm càng bị đạp đến nát tan chính là ở đại kiều phía tây eo biển vẫn còn có một con to lớn động vật biển cả người nâu như nham đảo thân thể không kém chút nào với hạo hải quái thú khủng bố chính là không có ai biết nó khi nào bơi vào tập mỹ đại kiều ba com tất cả đều là siêu cấp quân chủ thành phố này cũng chưa chắc chống lại một con như vậy khủng bố quân chủ đạp lên trời cao đối với thành phố này là cỡ nào tàn nhẫn không để lại nửa phần sinh cơ vượt biển đại kiều trên tất cả đều là người Tắc đến căn bản là không có cách lại xen vào nửa cái thân vị. Bọn họ nâm nớp lo sợ tiến lên, vượt biển khoảng cách có 3 km, trong thời gian ngắn căn bản không thể đi xong. Đại kiều dưới eo biển, bạo lãng kinh thiên mà lên, màu xám sóng nước hướng về đại kiều sông lên. Nhờ không có các ma pháp sư kết giới bảo vệ, tùy ý một cái sóng là có thể đem bọn họ trực tiếp cuốn xuống dưới. Hoát! Một tiếng đinh tai nhức óc rít gào, ngay tại đại kiều phía dưới, một ít người tới gần kiều một bên hướng về rộng rãi eo biển bên trong liếc mắt nhìn nhưng bọn họ không nhìn thấy eo biển nhào vào mí mắt chính là một con màu nâu thân thể lớn đến mức như một tòa siêu cấp tàu chiến này màu nâu thân thể sống lưng lớn đến mức như một khối nham thạch tảng khối sắp xếp trên mặt đất nó nửa người ở trong nước biển lộ ở hải mặt bằng trên vị trí hầu như muốn đụng tới cầu nối rồi nó từ cầu nối phía dưới xuyên qua dù cho không có đụng tới tòa này yếu đuối vượt biển đại kiều như trước cuốn lên một trận gió bừa bãi tàn phá có thể so với tận thế bão táp. Hoát. Lại một lần nữa rít gào, rung trời triệt để, vượt biển đại kiều dưới to lớn sinh vật từ kiều dưới con đường. Mục tiêu dĩ nhiên không phải này cây cầu lớn, mà là hơi nước hải yêu quân chủ từ một hướng khác bay nhào trên cầu nối. Âm ngã 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 ngã. Màu nâu cự thú mạnh mẽ va về phía hơi nước hải yêu quân chủ, muốn nói màu nâu cự thú là một tòa siêu cấp chiến hạm nói. Như vậy hơi nước hải yêu quân chủ chỉ có thể xem như là một chiếc phổ thông thuyền chở dầu, này va chạm. Hơi nước hải yêu quân chủ dung nham ma lân nát tan tung một mảnh, toàn bộ thân thể càng bị mạnh mẽ đạp bay ra xa tập Mỹ đại kiều. Ao 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 ngã 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 ngã. Hơi nước hải yêu quân chủ chịu đến đòn đánh này điên cuồng bay ra sau, eo biển lần này là hoàn toàn bị chia làm hai nửa. Thật dài hải mặt bằng trên xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết dài, hầu như muốn chạm được eo biển dưới đáy nhất nước bùn cùng thạch tầng rồi. Ngư lôi một dạng qua lại quá 2-3 km, thoáng qua này hơi nước hải yêu quân chủ lại bị đánh bay trở về lấy một cái đồng dạng tốc độ cùng khí thế. Nếu không là vừa lúc bị hạo hải quái thú cho tiếp được, phòng trừng còn muốn rót nữa trượt ra cái 1-2 km. Ven đường là một cái sâu sắc rãnh biển, nước biển quá rất lâu đều không có một lần nữa truyền vào. Vô số dung nham mảnh vỡ rơi ra, đòn đánh này uy lực cực mãnh, hơi nước hải yêu quân chủ ở ngoài lân bị nát tan một đám lớn. Chuyện này, chuyện này. Âm hệ lão Pháp Sư liều lại kính tất cả hướng về tập Mỹ Đại Kiều trên cản, muốn cứu vãn chút gì, có thể để hắn tuyệt không nghĩ tới chính là cái kia không có dấu hiệu nào xuất hiện con thứ ba màu nâu cự thú căn bản không có công kích cầu nối, mà là ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc đem hơi nước hải yêu quân chủ bắn cho bay. Cầu nối ngoại trừ xuất hiện một loạt lay động, cùng với liên miên liên miên nhìn thấy cự thú té xỉu hiện tượng ở ngoài, cũng không có gãy vỡ, thậm chí là bình yên vô sự. Đây rốt cuộc là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hết thảy bị đột phá phòng ngự cấp cao các pháp sư trên mặt vẻ khiếp sợ càng tột đình. Cuối cùng xuất hiện màu nâu động vật biển đánh bay tập kích hơi nước yêu quân. Này màu nâu động vật biển bảo hộ được tập Mỹ vượt biển Đại Kiều. Trên Đại Kiều, tiếng thét chói tai hưởng thành vạn người giao hưởng, đừng nói là những người bình thường kia, liền ngay cả rất nhiều cấp cao pháp sư, siêu dài pháp sư đều chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy mắt thấy một con kinh thiên động vật biển, động vật biển như đảo bình thường rộng lớn sống lưng, đầu lâu giống như núi nhỏ nhúc nhích, còn có đề thú chảo lớn đến mức có thể dễ dàng dẫm chết hơn trăm người thú. Người ở trước mặt con này màu nâu động vật biển như con kiến, nhiều nhất chỉ tương đương với quái vật này trên người một cái thịt mụn nhọt. Oanh! Oanh! Màu nâu cự thú xuyên qua tập Mỹ vượt biển Đại Kiều, đem phía sau lưng chính mình lộ ra. Nó không có đụng vào yếu đuối cực kỳ vượt biển Đại Kiều, càng không để ý đến cầu nối trên cái kia lít nha lít nhít chuyển thiên đoàn người, nó ở đi về phía trước. Không phải bơi, chính là ở đi. Khi nó hoàn toàn triển khai thân thể thời điểm, eo biển kỳ thực là không cách nào chứa đựng, dù cho vừa nãy từ kiểu dưới xuyên qua, nó đều là cố ý hoàn toàn cúi, rồi mới miễn cưỡng xuyên qua. Hướng về trước bước ra vài bước, giữa không trung bay lượn mấy trăm mét cấp cao pháp sư những này cấp cao các pháp sư như ruồi mũi, tương tự màu nâu cự thú đối với những này cấp cao các pháp sư cũng làm như không thấy, nó kế tục hướng về tiến lên, cấp cao các pháp sư dồn dập đang sợ hãi bên trong tản ra, căn bản không dám ngăn trở. Nó ở nhìn chằm chằm số một tai họa thú, âm hệ lão pháp sư rốt cục phát hiện cái gì, vừa mừng vừa sợ nói rằng. Nhân loại đối với hải yêu nhận thức cũng không sâu, thậm chí không biết đầu kia toàn thân đều là ma đỉa ký sinh trùng hạo hải quái thú tên gì, là thuộc về cái nào chủng tộc chỉ có thể đối với chúng nó tiến hành đánh số số một tai họa thú chính là hạo hải quái thú trốn ở nó dưới thân hơi nước hải yêu quân chủ tự nhiên là số hai yêu quân lẽ nào là túc địch làm sắc đại đạo sư bay trở về hắn tạm thời không có làm ra bất kỳ cái gì cử động này ba đầu siêu cấp quân chủ nếu là một nhóm chúng nó công kích tập mỹ đại kiều Đại Kiều đã chia năm xẻ bảy, từ vừa nãy cái kia một đòn là có thể biết cuối cùng xuất hiện số 3 cự thú cùng này hai con hải yêu là quan hệ thù địch. Chỉ có điều, đối địch quy đối địch, số 3 màu nâu cự thú cấp bậc một dạng cao đến khiến người ta nghẹt thở, nó đối với nhân loại có tồn tại hay không địch ý còn khó nói, liền hiện tại tới nói, nó khi làm nhân loại là không khí. Trước tiên đừng manh động, âm hệ chỉ huy pháp sư thấy có một ít ma pháp sư đã bị dọa đến mất đi lý trí, chính đang lung tung phát động công kích. Đại kiều bảo vệ, đây là không thể tốt hơn sự tình, chỉ cần số 3 màu nâu cự thú mục tiêu không phải đại kiều, không phải là loài người, liền không có cần thiết đối với nó phát động công kích. Trường Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm cũng không có ở đây ở lâu, loại này cấp bậc quyết đấu hơi quyển ra điểm sóng khí sẽ trọng thương chúng nó, tới trước khá. Cái kia màu nâu đầu quái thú trên đỉnh thật giống có người, Trương Tiểu Hầu đột nhiên phát hiện cái gì, cực kỳ kinh ngạc nói rằng, mái tóc làm sao người biết, Mạc Phàm nhích khóe miệng, này đánh bay hơi nước hải yêu quân chủ quái thú, mặc lần thứ nhất nhìn thấy, nói đúng ra không phải nhìn thấy, mà là gặp phải, lần thứ nhất gặp phải là đang đến gần Nhật Bản hải vực trên, ở thu được mó bồn sau đó cái tên này tựa hồ vẫn dọc theo đại dương tùy tùng bọn họ, chân chính nhìn thấy cái tên này bộ mặt thật chính là ở Venice, đó là Mạc Phàm ở ban đêm nhìn thấy thân ảnh. Thế nhưng Mạc Phàm tin chắc là nó, nó cái kia quy vũ sống lưng thực sự quá đặc biệt rồi. Bảy qua, Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu liền trên người nó, mặc Phàm chỉ chỉ này số 3 màu nâu cự, Phàm ca, người điên rồi sao, nó không hẳn sẽ không đối với chúng ta, không có chuyện gì, bay qua. Trường Tiểu Hầu mang theo Mạc Phàm hướng về số 3 màu nâu cự thú nơi đó bay đi, vào lúc này cự thú đầu lâu trên bóng người kia càng ngày càng rõ ràng, chính là một con chói mắt mồ. Còn ăn mặc một thân diệm sắc xiêm y như thế chuyện kích thích, lại không gọi tới ta, hai người các ngươi quá không thú vị số 3 màu nâu cự thú đầu lâu trên, người thanh hướng về bay đến Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm phất phất tay. Triệu ca, Trương Tiểu Hầu một mặt giật mình nói. Ha, làm đến vận tính đúng lúc đi, đúng rồi, chào hỏi phía dưới này siêu cấp tên to sát. Triệu Mãn Duyên hiện lên một cái tự tin tung bay nụ cười, nói cứ việc đã sớm biết cái tên này tồn tại, càng bị Triệu Mãn Duyên nhiều lần mắng thành ngàn năm lão ô quy, thậm chí ở Venice vịnh bên trong mắt thấy quá chấn động bóng đen. Nhưng khoảng cách gần như vậy mắt thấy như trước cho Mạc Phàm mang đến không nhỏ chấn động. Đây chính là bá hạ. Hải dương đồ đằng Bá hạ thể tích thật đến mức rất khổng lồ, đồ đằng huyền xa ở trước mặt nó đều là thon thả tinh tế, thời điểm lúc này nó đem thân thể hoàn toàn. Cùng đầu kia số một tai thú muốn so sánh với dĩ nhiên trước khí thế trên cùng hình thể trên đều không có một chút nào thua kém. Tựa hồ chịu đến uy hiếp cực lớn cùng khiêu khích, cái kia toàn thân đều là ma địa số một tai thú cuối cùng không có ở cố làm gì. Nó ẩn tại eo biển bên trong thân thể cũng triệt để bạo lộ ra, dĩ nhiên tứ chi như cây cột chống chơi chỉ có điều nó tứ chi mặt trên cũng toàn bộ mọc đầy ma đỉa, những này ma địa không trọn vẹn là ký sinh trùng, càng như là áo khoác bao trùm ở quái vật này trên người một tầng nắm giữ hấp thu năng lực, trước đó cái kia ba vị siêu gia đạo sư rất khó trọng thương con này hạo hải quái thú, rất lớn nguyên nhân bởi vì cũng là những này ma địa môn chịu đựng xuống rất nhiều siêu gia uy. Triệu ca, này bá hạ là ngươi đồ đằng thú sao, quả thực quá thô bạo rồi, trương tiểu hầu cực kỳ, bá hạ đến cái kia va chạm, hóa giải cầu nối nguy cơ, Tập mỹ vượt biển đại kiều bảo vệ trên cầu người cũng toàn bộ an toàn khà khà cái kia chúng ta trước tiên triệt nó phỏng chừng muốn xé hai tên này ra triệu mãn duyên nói rằng được mặc phàm cùng trương tiểu hầu không có kế tục chờ ở bá hạ đầu lâu trên bá hạ cùng cái kia hai con hải yêu rõ ràng tồn tại nhất định địch ý vừa thấy mặt Mạc... thậm chí đầu kia bị đánh bay hơi nước hải yêu quân chủ đều ở một cái trạng thái nổi bá hạ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây mạc phàm rất rõ ràng con này đồ đằng kỳ thực căn bản không nghe theo mệnh lệnh triệu mãn duyên cái này nhược kê bá hạ nơi này giao cho ngươi rồi triệu mãn duyên rất thức thời vụ bá hạ căn bản không đang nghe triệu mãn duyên lời nói nó đồng dạng duy trì một cái tuyệt đối chăm chú tư thái đồ đằng thú nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo bá ép cứ chỉ thế trên không chút nào bại bởi cái kia hai cái hải yêu quân chủ lão triệu chuyện gì xảy ra mạc phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn bá hạ Bá hạ không hổ là bá hạ, toàn bộ eo biển trên bao nhiêu cao cường ma pháp sư, thật muốn bắt đầu chém giết thật đến mức rất khó chấn được cái kia hai con siêu cự. Nhưng bá hạ hướng về này điều eo biển trung ương như thế vừa đứng, sau lưng tập Mỹ đại kiều liền như là bị một tòa thiên sơn cánh cửa, liền ngay cả hải yêu xoắn tới cảm giác sợ hãi đều giảm bớt rất nhiều. Bá hạ sống lưng là vũ sát, này vũ sát hình thành một loại thâm hậu cực kỳ quy bàn hình, hiện tại mạc phẳng cuối cùng đã rõ ràng rồi triệu mãn duyên trên tay cái kia bồn chứa ngụ ý lúc đó là ở chùa miếu vì lẽ đó mạc phàm nhìn thấy cái kia bá hạ bồn chứa thời điểm theo bản năng cho rằng đó là một cái mõ có thể tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện vậy thì là một cái cổ vũ mai rùa mặt trên văn chính là năm tháng lắng động quy niên văn bá hạ cùng đồ đằng huyền xa là huỳnh đệ nhưng không biết tại sao mạc phàm cảm giác bá hạ niên đại càng thêm cửu viễn liền đồ đằng quay đều muốn càng hùng hậu hơn rất nhiều lão bá hạ cùng này hay hải yêu là túc địch chúng nó đều chủ yếu nghỉ lại ở Nhật Bản hải vực cùng quốc gia chúng ta Đông Hải khu vực. Hạ môn chỗ này bá hạ cũng chờ quá một hai. Nó thật giống nhận ra được kinh địch chính hướng về hạ môn nơi này đến, liền từ Viễn Dương chạy trở về Đông Hải, cũng một đường mang theo ta từ Ma Đô đến khu này. Quả nhiên, hai nhà này hỏa ở đây tùy ý làm loạn, Triệu Mãn Duyên giải thích. Chúng nó là túc địch, Mạc Phàm có chút bất ngờ nói rằng, ừm, ở Ma Đô thời điểm, ta cũng giật giật mình. Bà hạ là cấp bậc gì ta là rõ ràng phía trên thế giới này có thể cùng nó chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nó kình địch đến hạ môn ta lại nghe nói hai người các ngươi ở càng là nhanh quy thêm roi tới rồi cản tới cho các ngươi nhặt xác triệu mãn duyên nói rằng được bà hạ cho này hai tôn tử mở mang chúng ta đồ đằng cự thú lợi hại triệu mãn duyên cả người ở vào một loại phấn khởi trạng nói thật chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đầy trời ma pháp sư đang thủ hộ nhưng kém xa chính mình một người mang đến loại này ngự trị ở tất cả bên trên cảm giác quả thực so với nữ nhân còn tươi đẹp. Tiến lên, triệu mãn duyên lại hô một tiếng. Khổng lồ bá hạ đứng ở eo biển bên trong, rộng lớn eo biển dường như một cái mừng, mừng. Nó không nhúc nhích, nhưng nó cặp ánh mắt kia giấu ở dày đặc dưới da lại liên tục nhìn chăm chằm vào tù si cùng tù tí. Sau lưng truyền đến triệu mãn duyên rõng rạc chỉ huy, thuần cho là bên tai bé nhỏ không đáng kể phong thanh. Thơ ơ không động lòng, triệu mãn duyên trên mặt đắc ý lập tức lùng túng lão triệu người vẫn là đường giả vờ giả vịt mặc phàm bù đắp một đau tiền sứ nó này lão ô quy vẫn là nửa điểm đều không nghe ta liền như thế xem thường ta triệu mãn duyên lão tử hiện tại tốt xấu cũng là sư giải pháp sư triệu mãn duyên tức giận đến đỏ cả mặt bá hạ có thể nói là tập trung tinh thần nó biểu hiện ra chính là một loại chăm chú tư thái không thể tùy tiện xông lên tù si là đông hải bên trong số ít về mặt sức mạnh có thể theo chân nó bá hạ chống lại động vật biển giả như thật nghe triệu mãn duyên cái kia phòng chừng không cần mấy hiệp sẽ thua trận. Tu Si có vẻ khá là lo lắng. Tu Si trước tiên chuyển động, quái vật này sống lưng càng tự một cái kiếm bối hải long, mặt trên có ác liệt xỉ trạng cốt. Theo Tu Si, những này xì trạng xương lập tức toàn bộ làm lộ đi ra, hóa thành từng chuôi đáng sợ tích kiếm. Tu Si không người, đem đầu chôn nhập đến ngực bụng vị trí, lại như một con cả người đều dài đầy phong cốt tê giác, đem hậu kình cùng sống lưng vũ khí quay về kẻ